Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 65 ngày 2 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa trên 80mm. Thượng lưu các sông Đà, Thao, Lô, khả năng xuất hiện một đợt nước lên. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện nay, đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân. Tập trung một số nhiệm vụ như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chỉ đạo cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường truyền thông phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ ngập lụt. Tổ chức rà soát kịp thời, phát hiện, chủ động sơ tán, di rời người và phương tiện, tài sản ở những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét. Tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát, hỗ trợ hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Phối hợp với cơ quan liên quan, chỉ đạo vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo quy định, hạn chế tối đa thiệt hại. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó mưa lũ theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả, đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo phối hợp với địa phương, chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Các bộ, quốc phòng, công an chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn, phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo quy định. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo nhiệm vụ được giao. Tại Nghị quyết 102 NQ-CP của Chính phủ, tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương, triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.